Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách vệ sinh cái máy giặt LG lồng ngang, về vệ sinh cái bước cơ bản nhất mà các bạn có thể vệ sinh trực tiếp tại nhà. Thì đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ phải rút điện, rút nguồn điện. Sau đó các bạn khóa cái đường nước lại. Thì vệ sinh đầu tiên thì chúng ta sẽ vệ sinh cái bộ lọc của lưới lọc của nước cấp vào máy giặt. Đây, bạn vặn ra như này. Sau đó các bạn sẽ thò tay vào đây để móc cái lưới lọc ra. Đó. Đây, thì các bạn nhìn thấy ở đây à, lưới lọc nó sẽ bị bẩn như này, có bùn đất gì sét nó bám vào đây như này. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cái bàn chải. Và các bạn đánh nó ra. Rồi, sau khi vệ sinh xong thì các bạn lại cắm lại. Và vặn lại cái đường nước cấp. Tiếp theo là các bạn vệ sinh cái đường nước xả ở phía góc dưới của cái máy giặt nhé, góc dưới phía bên phải của máy giặt. Đây, các bạn sẽ rút cái đường nước xả này ra. Đó. Đây, mình nhấc hẳn cái này ra. Đây là cái nước xả giặt nó còn thừa và đọng lại ở trong đây. Sau khi xả xong thì các bạn lại lắp cái bịt lại như này. Rồi. Các bạn nhét nó lại vào trong. Tiếp theo đây là cái bộ xả cặn nhé. Thì các bạn vặn ngược theo chiều kim đồng hồ để tháo nó ra. Đây, các bạn sẽ thấy rác nó đọng ở đây. Đây có cả hạt hướng dương. Đây các bạn sẽ dùng cái bàn chải để có thể chải nó ra nhé. Đó. Đây chắc là hạt hướng dương ăn nhai cắn đợt Tết vừa rồi đây. Đó, xong các bạn cho cái bàn chải vào đây để các bạn cọ cái này ra. Ok. Sau đó các bạn vặn lại cái lọc này, lọc cặn này. Đó. Sau đó lắp lại cái này. Tiếp theo là các bạn sẽ vệ sinh đến cái khoang chứa bột giặt này nhé. Chứa bột giặt và nước giặt, thì các bạn kéo ra, thì các bạn sẽ ở đây sẽ có một cái chỗ ấn này, nó ghi chữ put này, các bạn nhìn vào đây nhé, ấn xuống này, các bạn rút ra, đây nó có một cái nẫy, các bạn ấn, các bạn sẽ tháo ra được. Thì cái này xong một thời gian các bạn đổ nước giặt hoặc bột giặt vào thì nó sẽ bị đọng như này, này. Đây các bạn nhìn đây, sẽ bị đọng những cái bẩn như này, đó, thì tôi sẽ tiến hành rửa nó đi. Lắp lại như cũ nhé, các bạn để lắp lại như cũ.
Vào đây thì các bạn lại ấn cái chỗ nấc này một chút nhé, để cho nó vào. Rồi. À, xong tiếp theo là các bạn sẽ vệ sinh đến cái lồng máy giặt. Cái lồng máy giặt này thì các bạn sẽ có nhiều cách vệ sinh khác nhau. Các bạn có thể dùng cái baking soda hoặc là dùng cái nước giấm để các bạn cho vào đây và quay cái lồng giặt. Và ở đây thì mình sẽ, cái phần đấy thì các bạn sẽ chủ động để dùng các cái chất tẩy rửa bên trong lồng giặt nhé. Còn đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là vệ sinh. Đây, các bạn sẽ nhấc cái miếng cao su này ra, kéo cái miếng cao su này ra, thì các bạn có thể nhận thấy ở đây này, rất là bẩn. Đấy, đây, các bạn nhìn thấy này, đây rất là bẩn nhé. Đó, thì cái này thì các bạn nên vệ sinh định kỳ, khoảng tầm, đây các bạn nhìn này, vệ sinh định kỳ khoảng tầm 1-2 tháng các bạn phải vệ sinh một lần. Đó, đấy. Thì các bạn, cái này thì các bạn chịu khó là các bạn lấy các đồ cọ, bạn cọ nhé. Cọ xong sau đó là các bạn dùng vòi nước để xả. Các bạn càng chịu khó vệ sinh được thường xuyên thì cái cao su này của bạn nó đỡ bị mốc. Đây chính là cái hiện tượng bị mốc này, các bạn nhìn vào đây. Đấy, đây cao su nó bị bám mốc này. Thì cái này các bạn có thể dùng hóa chất để cọ nó ra nhé. Đây, các bạn nhìn này. Đây là xong khoảng tầm 1 tháng mình không vệ sinh mà nó đã bẩn như này. Đó, rất là bẩn. Sau khi các bạn cọ xong như thế thì bên trong này nó sẽ chứa các cái nước bẩn này. Các bạn sẽ chuyển bật máy lên, cắm điện vào bật máy lên thôi. Mở van nước này, các bạn chuyển, bạn bật máy lên nhá và chọn sang cái chế độ chỉ xả thôi nhá. Các bạn cái vòng quay này các bạn cho về 0 này. Đấy, thì các bạn xả cái nước bẩn đi. Rồi, đấy là các bước mà mình hướng dẫn cho các bạn vệ sinh cơ bản về máy giặt lồng ngang LG. Thì các bạn những cái bước này rất là đơn giản và dễ dàng, thì các bạn có thể thực hiện thao tác ngay tại nhà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.